Hello, xin chào tất cả mọi người. Bên em là Shop Công Tokyo đây. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu giày casual đến từ nhà Adidas. Đôi này là đôi nới 90. Một đôi giày casual với cái form dáng hết sức là basic. Nó giống như những cái đôi Advanced Court hay là những đôi Stan Smith. Nhưng mà điểm đặc biệt của đôi này đấy là từ chất liệu. Phần trên thì là phần da tổng hợp, phần dưới bằng đế, đế bằng cao su. Nhưng mà chất toàn bộ chất liệu này thì gần như được làm từ vật liệu tái chế. Một cái loại vật liệu tái chế được các hãng sử dụng trong thời gian gần đây để bảo vệ môi trường. Đôi này thì được phối màu trắng và điểm thêm một số phần màu xanh để tạo điểm nhấn cho đôi giày. Với cái form dáng cũng như là chất liệu như thế này thì mọi người có thể phối đồ rất là dễ để đi học, đi làm hay là đi chơi, đi du lịch. Bây giờ mọi người có thể xem tổng quan đôi giày ở đây. Từ phần trên, phần đế này. Sản phẩm bên em thì đều được đặt hàng chính hãng tại Nhật và có tem tag đầy đủ. Mọi người có thể yên tâm khi mà sử dụng hàng của bên em. Nếu như mà mọi người quan tâm đến những cái đôi dáng, những đôi có kiểu dáng basic như thế này thì có thể liên hệ với cả bên em qua đường link ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã chú ý đón xem.